xin danh hiệu chư Phật phẩm thứ chín. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát và cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn, cúi xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay muốn khỏi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh trong sáu đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ chính đạo phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta giàu có vào niết bàn cũng không cần phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát và cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời thì là vô biên thân Như Lai. Nếu có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sinh lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội nạn sanh tử trong 40 kiếp, huống là vẽ đắp hình tượng cúng dường tánh tháng, người này được vô lượng vô biên phước lợi. Lại hàng hàng xa kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Mũ Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm với Phật trong khoảng khảy móng tay, người này chọn hẳn nó còn thói chuyện nơi đạo vô thượng chánh giác. Lại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Mã Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoát qua lỗ tay, người này sẽ được 1000 lần sanh lên 6 tầng trời cõi dục, huống nữa là chí tâm sinh niệm để bất khả thiết vô số kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Thống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật tây mà phát tâm với y chừng trong một niệm, người này sẽ đặng gặp vô lượng các Đức Phật so đảnh thọ ký cho. Lại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại tăng tháng, người này nơi pháp hội của 1000 Đức Phật trong hiền kiếp lòng vị đại phẩm vương đẳng Phật thọ ký đạo vô thuận cho. Lại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Nếu có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời mãi không còn xa đạo vào trước ác đạo, thường được sanh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vô thượng thắng vi diệu, lại vô lượng vô số hàng hà xa kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bổn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi đạo vào chốn ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự vui thường thắng vi diệu. Lại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bổn Tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A La Hán. Lại về thọ quá khứ, lại vô lượng vô số kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Chạng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời người này sẽ siêu thoát tội nạn sinh tử trong 100 đại kiếp. Lại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời người này sẽ gặp hằng hà chư Phật nói nhiều pháp màu cho, đều đặng hành đạo Bồ Đề. Lại về thọ quá khứ có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Chí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Chí Thành Tổ Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thinh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diệt Phật, có bất khả thiết Đức Phật Thế Tôn như thế. Tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng thọ vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc là người nam, hoặc là người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đặng nhiều phước lợi, không còn bị đạo và chốt ác đạo nữa. Như có chúng sanh nào sắp mạng chung mà hàng thanh quý trong nhà nhận đến một người, vì người bởi sắp chết đó mà niệm lớn tới danh hiệu của một Đức Phật, thời người chết đó trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô gián kia dầu rất nặng nề, đáng lẽ phải trải qua ức kiếp, hẳn không bao khỏi đạo bỏ khổ, nhưng bởi lúc nhâm chung nhờ người khác vì đó mà xưng danh hiệu chư Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống là chúng sanh tự mình xin danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành trừ diệt vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, quyển chung hết, bổn hạnh Địa Tạng, thệ nguyện rộng sâu, gậy vàng châu sáng độ chúng sanh, địa ngục khổ không ngần, tinh tấn kiên thành, khỏi móc khổ trầm luân. Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
Sam Mô Đi Sô Ha.